Đây là một vụ bíp bíp kinh hoàng đã xảy ra ở Phú Yên vào năm 2022. Kẻ này đã ra tay một cách tàn nhẫn và cướp đi sinh mạng của ba người. Chào các bạn, hôm nay các bạn hãy cùng mình lật lại hồ sơ vụ án này nhé. Thủ phạm của vụ án chính là Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, trú tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước khi gây án, đối tượng này cũng đã có một quá khứ bất hảo với hàng loạt quyết định xử phạt hành chính cũng như bản án hình sự. Theo cáo trạng, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương, 28 tuổi, cùng ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, tỉnh Phú Yên và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Hai người có một con chung là cháu V. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, do hai người không đăng ký kết hôn nên Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận họ là vợ chồng. Do đó, tòa án yêu cầu phải giao cháu V cho chị Dương nuôi dưỡng. Còn Đoàn Minh Hải thì vẫn có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản. Tuy nhiên sau này, Hải nhiều lần đến nhà chị Dương thăm con, nhưng lại bị chị và ông Nguyễn Cu, 60 tuổi, và vợ ông Cu là bà Lê Thị Liền, 58 tuổi, hai người này là cha mẹ chị Dương. Bên cạnh đó còn có Nguyễn Hiền, 23 tuổi, là em trai chị Dương, ngăn cản, tất cả đều không cho Hải gặp con. Từ đó, Hải nảy sinh ý định cho đăng xuất cả nhà chị Dương. Nghĩ là làm, khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2022, Hải mang theo một búa bắt đinh, một con dao sắc nhọn, chạy xe máy đến nhà cha mẹ chị Dương. Khoảng 13 giờ 45 phút, Hải vào nhà, dùng hung khí đã chuẩn bị và làm đăng xuất ông Cu, bà Liền và chị Dương. Sau khi ra tay với ba người, Hải đóng cửa chính, bế cháu V qua cửa nhà dưới, rồi chạy xe về nhà cha mẹ ruột. Hải thay áo của bé V và của mình, bỏ vào bọc ni lông để mang đi vứt, sau đó hắn gửi con gái cho cha của hắn. Tiếp theo, Hải chạy xe máy quay lại nhà ông Cu. Tại đây, Hải lục và lấy ra thêm một cây búa và một cái dựa, với mục đích chờ anh Hiền về nhà thì ra tay. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh Hiền về, nên Hải khóa cửa sau và đi về. Sau đó Hải còn tiếp tục quay lại nhà ông Cu một lần nữa, cũng với mục đích chờ anh Hiền về thì ra tay, nhưng vẫn không thấy, nên Hải phải đem hung khí giấu ở khu đất trống, rồi chạy xe về nhà mình. Chiều tối cùng ngày, Hải mượn xe máy của một người bà con ở khu phố Phú Hiệp 2 để chạy vào Sài Gòn trốn. Trên đường đi, khi đến xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Hải vứt chiếc quần dính nước xi rô đỏ, rồi ghé vào nhà người quen xin 1 triệu đồng. Khoảng 2 giờ sáng 29 tháng 5, Hải đến phòng trọ của anh ca ở phường Bình Hưng Hòa B, thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để ngủ nhờ, nhưng không nói gì cho anh ca biết việc mình làm đăng xuất người rồi bỏ trốn. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, khi Hải ra khỏi phòng trọ của anh ca thì bị công an bắt. Qua hôm sau thì hắn được di lý về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra. Tại phiên tòa, bị cáo Hải thể hiện nét mặt rất bình tĩnh, không tỏ ra sợ sệt. Hải luôn để mắt đến con gái mình, nhiều lúc không để ý câu hỏi của hội đồng xét xử. Hải còn thể hiện sự bực tức, hung hãn. Khi tòa hỏi Hải làm gì vào trưa ngày 28 tháng 5, Hải nói, tin thằng Hiền để đăng xuất nó. Hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát đều hỏi Hải có ân hận với hành vi tàn ác của mình không? Hải trả lời rất bình tĩnh, có gì đâu mà ân hận. Tụi nó ngăn cản tôi, coi thường tôi chịu sao nổi, tôi phải đăng xuất hết tụi nó. Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng, hành vi của Hải vô cùng tàn ác. Hải dùng hung khí chuẩn bị trước và gây ra 23 tác động khủng khiếp trên cơ thể ba người mà Hải từng gọi là vợ và cha mẹ vợ. Do đó, bản án cuối cùng mà bị cáo Đoàn Minh Hải chính thức phải nhận là mức án tử hình, qua đó chính thức khép lại vụ án. Video này chỉ với mục đích kể lại vụ án. Và tôi là 5 phút điều tra, hãy theo dõi tôi để lật lại hồ sơ của các vụ án kinh hoàng khác.